vpgame.vn, shop nick nhanh chóng an toàn giá rẻ. Chào mừng đến Bình Nguyên Vô Tận. Ok, chào toàn thể anh em đến với đó là channel của NMH. Tiếp clip này NMH sẽ làm về vị tướng Lữ Bố ở mùa 22 nhá. Thì Lữ Bố ở mùa 22 đi lén sẽ như thế nào và sẽ ra sao thì anh em cùng theo dõi. Thế có lẽ hôm sau thì NMH sẽ làm về đó là đi rừng. Còn ở trận đấu này thì NMH sẽ làm về đi lén nhá. Thì đối đầu bên kia thì có lẽ là chất tướng đó là IG. Hai bên thì đều có khả năng đó là hồi phục máu cực kỳ là tốt, nên là chắc chắn thì ở trận đấu này anh em phải biết đó là lên một món đồ đó là giảm hồi máu đối với tướng địch. Kéo Lữ Bố và Airi thì mình nghĩ đó là Lữ Bố thì đầu game cũng gọi là có lẽ là cũng không thua đó là Airi đâu, bởi vì Airi đầu game thì chưa phải là chất tướng mạnh, nhưng mà giai đoạn về sau câu chuyện khác nhá. Giai đoạn về sau Airi có đám chuẩn nữa. Thì bây giờ mình sẽ đó là ăn luôn đó là con dơi này. IG thì lại tránh chấp thì chắc có lẽ là mình cũng phải bỏ chạy. Lượng máu của mình thì cũng rất là thấp, tốc biến chơi luôn đến từ vị trí của IG. Lực bố thì phải có chiến thân, phải có level 4 mới khỏe được. Bây giờ thì nhận thấy là chú ý của tem bên đích này. Mình phải đứng xa xa tránh trường hợp nó cấu rỉa. Rồi pha này thì chắc có lẽ là mình cũng phải về thôi anh em ơi. 36 kế lui về là thường sạch thôi. Tem bên bàn thì tập trung đó là ép rừng tem bên cực kỳ là gắt luôn. Nói chung rảnh cao thủ thì chỉ cần đó là người ta tận dụng được phát là người ta sáng ép luôn á. Nên là vì thế cầm những chất tướng yếu khó, cực kỳ là khó đánh khi anh em lên rảnh cao nhá. Yếu đầu game nó dễ ép lắm. Không hái dành cho đó là tem bên mình rồi. Thì Lữ Bố dầu sao thì cũng phải lên level 4 mới khỏe được. Bây giờ thì nhận thấy là tem bên địch đó là đang ở đường giữa, IG tem địch cũng đang đường giữa thì mình sẽ ăn luôn đó là con sới này nữa. Thì sẽ lên được level 4 thì khi đó ra chiến thì sẽ hiệu quả hơn. Rồi có level 4 rồi này, solo kill không bạn ơi? Hai bên đều level 4 cả, lông kiếm của đó là IG được sử dụng. Mình thì vẫn đang quẩy được anh em ạ, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Bởi vì đầu game thì trước ai có đó là đồ giảm hồi máu cả. Rồi pha này một lượt, hai lượt này, lượt thứ ba hất tung này. Lên bảng điểm số và lượng máu của mình về bản đang còn khoảng đó là 2.000 máu nữa. Hai bên thì ở giai đoạn đầu game chưa có đó là đao truy hồn để giảm hồi máu, nên là nói chung thì solo kill thôi. Mà quan trọng nhất là anh em bật chiếu một cách hợp lý nhá. Kèm theo đó thì phải đó là đánh trúng tướng địch để có thể có khả năng hồi máu đối với Lữ Bố. Thì có lợi thế rồi, mình cướp nhẹ rồi có những con quay nhỏ. Tích tiểu thành đài anh em ạ, không phải là cướp bùa là thành công, mà cướp những con quay nhỏ này cũng là thành công rồi. Rồi solo cứu một lần nữa ông bạn ơi. Rồi pha này nó hai người thôi. Chơi không đẹp, chơi không đẹp. Nói chơi không đẹp thì không phải, chứ thực sự thì game liên quân mà, nên là phải có sự đồng hỗ trợ đồng đội đúng không. Thì tem đi có đồng đội hỗ trợ thì tem bên mình cũng vậy thôi. Mà cuối cùng thì IG lên bảng điểm số một lần nữa. Thời điểm hiện tại thì Lữ Bố cũng có sự thay đổi. Thay đổi cũng khá là đáng kể. Làm đi là giảm sức mạnh của Lữ Bố. Thứ nhất là khả năng hồi phục đến từ chiêu cuối hạn chế. Thứ hai nữa anh em đánh vào trụ thì khả năng hồi phục cũng yếu đi. Thứ ba nữa mỗi lần đó là anh em sử dụng đó là chiếu thức thì lượng tốc đánh đó là không tốt như trước nữa ở giai đoạn đầu game. Đó là những điểm yếu của vị tướng Lữ Bố thời điểm hiện tại. Nhưng mình nghĩ thì dầu sáo Lữ Bố vẫn là một chiến thân khỏe. Rồi pha này lại có một phát solo cứu tiếp này. Chơi không? Mình đang còn chiến thân nhá. Rồi bật chiến thân lên quầy này. Chạy đâu? Chạy đâu? À vẫn chạy được, vẫn chạy được. Lần này khốn đấy. Lần này chạy nhánh rồi. Thì bây giờ thì mình lại đó là tận dụng đó là cướp luôn đó là con quay nhỏ này để tạo lợi thế nữa. Ồ pha này thì nó vẫn đang có chiêu cuối anh em ạ, nên là mình sẽ lùi lại một nhịp nhá. Bởi vì mình thì mất chiến thân rồi, mà ai gì thì đang còn chiêu cuối. Thì có lẽ là với lượng máu này thì mình có lẽ là cũng không cần biến về anh em ạ. Chờ đó là hồi chiêu cuối lại có thể là lên quạt được. Rồi pha này chơi không? Chơi không? Mình chuẩn bị rồi có chiêu cuối nha.
Những pha này anh em trước có chiêu cuối đừng có dài hồ bảo lao lên nhá. Rồi có chiêu cuối thì anh em cứ lao lên thoải mái đây. Chạy đâu, sử dụng chiêu hái trúng để làm chầm này. Và một lần nữa tiện IG tem địch lên bảng điểm số. Bây giờ thì thấy đó có một pha combat tiếp theo, SP và mid tem địch cũng như đó là SP tem mình nữa. Những pha này thì lượng máu của mình cũng khá là thấp nên là thôi mình sẽ lùi lại đó là ăn những con đó là quái xé cũng như đó là ăn con giới này nữa thì sẽ đó là ổn hơn. Bên bàn thì có Atari SP lên đảo trên này cũng khá là nhanh, rừng tém mình thì băng vào bắt mịt tém địch nhưng mà cuối cùng thì cũng phải lên bảng điểm số. Bây giờ tém bên mình thì vía ra đó là đang bị ép rồi. Pha này thì mình bật chiến thần lên quầy này, quầy này một em lên bảng điểm số rồi này, vẫn quầy được tiếp này. Chạy đâu này thì Ata này đánh luôn anh em ạ, tánh cũng đánh luôn. Này thì Ata lại lên bảng điểm số 2 người này, vậy là ổn rồi. Về phần chiêu thức của vị tướng Lữ Bố thì chiêu thứ nhất thì anh em có 3 lần lượt 1, 2, 3, mỗi lần lượt thì anh em đánh thương dành cho mình. Thức thứ 3 thì hất tung đối phương, nên anh em nghe thức thứ 3 để có thể đó là tạo được đó là một cú hất tung đến tư tưởng địch thì sẽ tốt hơn nha. Còn chiêu thứ 2 thì giúp anh em sử dụng theo hướng chỉ định làm chậm tướng địch thôi, gây sát thương. Còn chiêu cuối thì bật chiến thân lên anh em có khả năng hiệu ứng này, có khả năng đó là hồi phục máu. Những đòn đánh thương tiếp theo cũng có khả năng hồi phục máu vào tướng địch và quái nữa. Anh em thấy thì trận đấu này thì hành IG tới tả luôn, IG lên bảng điểm số liên tục luôn. Thời điểm hiện tại thì mình cũng lên được cái đao trúy hôn, nên là giảm khả năng hồi phục của IG. Và anh em thấy thì IG cũng lên được cái đao trúy hôn, thì chắc chắn đó là những món đồ anh em phải lên khi gặp những chất tướng hồi máu. Dạng như đó là cứu gót này, dạng như đó là vết rét này, hay là lử bố này, hay là IG này, những chất tướng theo thiên hướng hồi phục. Thì anh em nếu muốn solo, nếu muốn thành công thì phải có đao trúy hôn nhá, không có đao trúy hôn rất chi là khó để ăn luôn á. Thì bây giờ đấy này, nửa cây máu solo thoải mái anh em, mình đang còn chiến thân nữa mà. Chạy đâu, chạy vào bụi cỏ để mà tâm nhìn ở này thì chạy, có mà chạy lên quần. Sử dụng sóng long kiếm thì cũng đó là lúc rồi là IG về tỷ đàn rồi. Nghỉ thì cùng tôi nhưng mà thôi thì cùng kê anh em ạ. Về phần trang bị thì mình sẽ phân tích như sau. Đầu tiên thì mình sẽ đến cho nó đôi dây kiên cương kháng hiệu khống chế tăng tốc độ di chuyển á. Tiếp đến thì đao truy hôn để giảm khả năng hồi phục máu của tướng địch nè. Tiếp đến thì thương long để giảm giáp giảm hồi chiếu, sau đó thêm phức hợp kiếm để những cú đánh sẽ đau hơn. Tiếp đến thì sẽ lên cho nó một món đồ kháng phép là hồn chương trói, và cuối cùng đó là giáp hồ mệnh. Bây giờ thì đang nhận thấy có một phá đó là giáo tránh, mình bật luôn đó là cái tốc hành lên này, rồi bật luôn này một em này. À ta tem địch thì chất tưởng cũng khá là trấu, vào gần trụ rồi nên là không ăn được. Thì đơn giản nhẹ nhàng là như vậy thôi. Mình thì vẫn đang con đó là quả cầu băng sướng nữa nên là không sợ anh em ạ. Còn bùa thì chắc chắn là mình cũng không ăn rồi. Mình đó là sẽ di chuyển đó ra lên giữa, rồi đảo lên lén đó là ta thân để giữ cái trú nhá, không biết có kịp hay không này. Bây giờ thì 4-3 giấy nữa rồi, vừa có chiêu cuối vừa đẹp luôn á. Chơi không solo không bạn ơi? Solo này, solo giống như hai người đàn ông này. Long kiếm được sử dụng, mình vẫn đang con đó là cái quả cầu băng sướng nữa nhưng mà vẫn chưa cần bật anh em ạ. Về phù hiệu thì dành cho đó là vị tướng đó là Lữ Bố thì mình sẽ sử dụng má tỉnh nhá, khi kết quả chiêu cuối sẽ giảm thời gian hồi chiếu của các chiêu thức còn lại. Có đó thì ôi một phát của Du Ý kia do mình chưa lên được cái món đồ kháng phép anh em ạ. Một phát của Du Ý lấy đi đó là hơn 2.000 máu của mình, một phá bọc hơi bất ngờ và không kịp bật quả cầu băng sướng luôn. Thế đó là tác dụng của vị tướng đó là Du Ý anh em ấy. Du Ý thì khả năng sốc sát thương cũng cực kỳ là tốt, đặc biệt thì giai đoạn cuối game rằng những chất tướng không có kháng phép á, nó làm phạt mất đi khoảng đó là 2/3 lượng máu hoặc là có thể kết thúc luôn đó là chuyện bình thường, tức là một phạt chiêu hái rồi một phạt chiêu hái nội tài nữa là kết thúc một mục tiêu luôn. Thì mình nghĩ thì tất nhiên thì con tướng nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu của nó thôi, nếu mà áp sát được Du Ý thì sẽ dễ chơi hơn. Ok, bây giờ thì có lẽ là đẩy thể lĩnh lên cao thôi, kết thúc được trận đấu càng sớm thì càng tốt. Chỉ chất tướng của Temenic giai đoạn cuối game cực kỳ là khỏe và cực kỳ là lực luôn.
Lưu Bố thì mà khỏe ở giai đoạn đó là giữa game thôi. Còn về giai đoạn về sau thì không đánh giá cao Lưu Bố cho lắm nhá. Về bảng ngọc dành cho Lưu Bố thì mình sử dụng bảng ngọc theo thiên hướng tốc đánh cũng rất chia là nhiều anh em ạ. Ngọc đỏ tốc đánh chỉ mang, ngọc tím tốc đánh tốc chay, ngọc xanh công vật lý và xuyên giáp. Dễ tích được điểm nội tài của Lưu Bố hơn nữa. Rồi phá này vào giáo tranh chơi luôn này, bật chiến thân lên quẩy luôn này, 1, 2, 3 người đúng không? Quật luôn, quật luôn, quật luôn, 1 em, 2 em, 3 em lên bảng điểm số. Bây giờ thì chả dài gì mà không băng vào cả anh em ạ, vẫn đang còn quả cầu băng sướng nữa. 1 lượt, 2 lượt, 3 lượt. Ari vẫn chạy được kia. Ra đây bạn ơi, mình đang còn chiến thân nữa, bật chiến thân lên quầy này, IG lên bảng điểm số này, bật quả cầu băng sướng để đám. Và trận đấu thì kết thúc ở đây rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công.